video spoil, thích thì xem, không thích thì đừng xem, mà đã xem thì đừng có chửi. Xin chào anh chị em. Sau hai video về gái với trà gú cho anh chị em cũng ngán ngán rồi nhở? Vâng, và để thay đổi không khí cũng như cân bằng giữa giống đực và giống cái, hòa hợp âm với dương để kênh thịnh vượng phát triển thì nay tôi sẽ giới thiệu tới anh chị em một hot boy có số có má trong bộ này. Chắc hẳn với nhiều anh chị em đã đọc manga và light novel Mochiko Tensei thì có lẽ sẽ không hề xa lạ với cái tên Orsted, một vị thần rồng quyền năng và vô cùng mạnh mẽ trong bộ truyện này. Là đối thủ không đội trời chung với nhân thần Hitogami, long thần Orsted được đánh giá là long thần mạnh mẽ và tàn ác nhất, mặc dù chỉ đứng thứ hai trong thất đại cường liệt. Tuy nhiên, Orsted được cho là nhân vật mạnh nhất thế giới và vượt qua cả kỹ thần Laplace. Là một người thuộc long tộc, con trai của vị long thần đầu tiên, Orsted hiện tại đang là vị long thần đời thứ 100 và đã khoảng 20.000 tuổi. Về ngoại hình và tính cách, khác với hình ảnh một lão già lọm khọm như chúng ta thường nghĩ, Orsted xuất hiện với hình dáng một người đàn ông trung niên cao lớn và khá đẹp trai. Khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó nên không biết ông đang vui hay buồn. Ông có đôi mắt tam bạch màu vàng với một ánh nhìn đầy sức mạnh. Bên cạnh đó, ông cũng có một mái tóc màu bạch kim được vuốt ra sau theo phong cách quý tộc. Đây là đặc trưng của long tộc chứ không phải vì già mà bạc tóc hay bị quáng gà đâu các ông nhá. Cho dù nắng hạ nắng nóng hay thu đông giá buốt, Orsted đều mặc cho mình một bộ áo khoác trắng được trang trí bởi lông thú xung quanh. Thế nào cũng có ông nghĩ bố cái thằng dở hơi, nhưng theo cái suy nghĩ đầy rối rắm và lập luận phức tạp của tôi thì việc ông mặc bộ đồ đó là do đang luyện tập một môn khí công bí truyền nào đó để kháng nhiệt và kháng lại thời tiết khí hậu khắc nghiệt cũng nên. Hay đơn giản thì là ông ta có mỗi bộ đồ đó nên cứ phải mặc mãi thôi. Ều thế thì thần bẩn chứ long thần nỗi gì. Đó đây là ý kiến của riêng tôi, còn anh em nào nghĩ ra những cái lý do thuyết phục hơn về chi tiết này thì anh em comment xuống bên dưới nhé. Yên tâm tôi sẽ đọc hết. Và đặc biệt Orsted hầu như không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Có lẽ vì quá tự tin vào sức mạnh của bản thân nên ông không cần thiết phải dùng đến chúng. Chỉ cần qua vài chi tiết về dáng vẻ bên ngoài như tôi vừa nhắc tới, chắc hẳn anh chị em cũng đã đoán được phần nào về tính cách của Orsted rồi chứ. Vâng, tính cách của Orsted miêu tả là một người khá lạnh lùng ít nói. Ông khá là xa cách với tất cả mọi người, vì vậy nên kỹ năng giao tiếp hay xã hội của ông khá là kém. Nguyên nhân là do Orsted bị dính phải lời nguyền bị ghét và bị sợ hãi bởi bất cứ ai thấy được khuôn mặt của ông. Có lẽ vì vậy nên ông thần 20.000 tuổi này vẫn thuộc dạng giường đơn gối chiếc. Và theo như Rudy từng nói, Orsted khá là khó bị chọc giận và hờ hững với những việc xung quanh, trừ khi nhắc đến Hitogami, kẻ thù truyền kiếp của ông. Ông đối xử khá tốt với trẻ con, nhất là với đám trẻ nhà Rudy. Thậm chí khi con cháu của Rudy leo lên lưng ông để te dầm, ông cũng không hề nổi giận. Lúc này Orsted trông giống như một ông bác tốt bụng hơn, là danh tiếng của một long thần tàn ác đúng không anh em? Lại chả đúng quá ai chứ. Trái ngược với dáng vẻ hờ hững của mình, Orsted khá kiên nhẫn và tốt với đồng đội. Là một người khiêm tốn, ông xem những người theo mình là đồng đội hơn là cấp dưới, mặc dù quyền lực, địa vị hay sức mạnh đều khác nhau rất nhiều. Theo tôi thấy, trong vài trường hợp nào đấy ông cũng rất đáng yêu và dễ mến, anh em có đồng ý không? Tuy nhiên, khi nói đến mục tiêu của mình, long thần Orsted lại có vẻ vô cùng nóng nảy, khi đó ông sẽ không ngần ngại phá hủy hay tiêu diệt bất cứ ai hay thứ gì trên đường đi. Orsted ngay lập tức giết bất kỳ sư đồ nào của Hitogami và ông thường không thực sự dành thời gian để lắng nghe họ. Thậm chí ông đã hai lần suýt giết chết Rudy vì điều này. Ông cũng có biệt danh là máy đục hay thợ làm bánh donut, khi luôn dành một lỗ thật to trên người mà ông cho là cản đường mình. Thanh niên Rudy cũng đã nếm thử và chắc chắn sẽ không thể quên được cảm giác này mất. Không biết ai sẽ là người tiếp theo nằm trong danh sách những chiếc lỗ xinh xắn của ông nữa đây? Anh em có tò mò không? Bên cạnh đó, Orsted cũng tỏ ra dữ dằn và cục xúc trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như việc ông không thích người khác nhắc về long tộc của mình. Thậm chí ông đã tức giận khi Rudy nhắc tới Pigurius, một long vương. Mà tiện nói về danh hiệu thì Orsted không quan tâm tới dăm ba mấy cái danh hiệu lắm, có rất nhiều chi tiết nổi bật đã chỉ ra điều đó. Điển hình là khi Rudy có lần đề xuất phong cho mình danh hiệu Long Vương để đẩy nhanh các cuộc đàm phán trong tương lai của họ, Orsted đã gắt gỏng và của trách ngay rằng Rudy hay thậm chí những gã mang mác Long Vương đều không là gì trong mắt ông cả. Chúng ta có thể thấy ngay được thái độ và đẳng cấp của người mạnh nhất bộ truyện là thế nào rồi đấy. Chưa hết, Orsted cũng chứng minh mình là một người cực kỳ thẳng thắn và công bằng. Trong cuộc chiến thứ hai của mình với Rudy, sau khi biết tin Hitogami đã đe dọa gia đình Rudy do tiên tri được rằng Chika tức Rudy sẽ hợp tác với Orsted để giết hắn ta, Orsted ngay lập tức cho Rudy hai sự lựa chọn. Hoặc là hợp tác với ông để chống lại Hitogami, đổi lại ông sẽ bảo vệ Rudy và gia đình cậu, hoặc là tiếp tục phục vụ Hitogami và chết. Ông cũng lưu ý rằng ông sẽ bắt cóc những đứa con của Rudy với những đứa trẻ này được lời tiên tri cho rằng sẽ giúp ông giết chết được Hitogami. Có thể thấy Orsted là một thanh niên cứng như trái trứng, nói được là làm được phải không anh em? Qua vài chi tiết và miêu tả về ngoại hình lẫn tính cách, át hẳn anh em cũng đã có chút hình dung về độ bá đạo cũng như sức mạnh của Orsted rồi đúng không? Giờ anh em hãy tiếp tục theo dõi video để tìm hiểu và biết thêm về hai yếu tố này nhé. Về sức mạnh của Orsted, ông được đánh giá là người mạnh nhất trong thế giới của mình, mặc dù chỉ xếp thứ hai trong thất đại thần. Tuy nhiên, những chiến tích và khả năng của ông đã đủ để tất cả mọi người công nhận ông là người mạnh nhất và hoàn toàn không có đối thủ.
một độc cô cầu bại trong giới võ lâm Mushoku Tensei. Với độ tuổi khoảng 20.000 năm của mình, ông chú này gần như đã nhuần nhuyễn và đạt đến đỉnh cao tất cả mọi thứ từ ma thuật, kiếm thuật cho đến kỹ bí thuật. Và mọi mặt ông đều đứng số 1. Ông được mệnh danh là thiên tài chiến đấu, kẻ hùng mạnh nhất thế giới nếu nghiêm túc. Không biết ông có quan hệ gì với ông tác giả không mà lại được ưu ái đến thế. Để hiểu cụ thể hơn về sức mạnh của Osted, thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào một số chi tiết sau đây trong truyện. Osted dễ dàng đánh bại Bắc Thần Kaman Đệ Tam, kể cả khi cậu ta đang mặc thần giáp. Bộ giáp có khả năng ngăn cản một cuộc tấn công chia cắt cả một siêu lục địa thành hai mảnh. Thậm chí ông còn có thể chiến cùng lúc với 5 vị thần khác và áp đảo họ nếu như dùng mana. Chấp 5 ông thần này trang bị đủ các loại trang bị siêu VIP Pro luôn. Thế mới thấy long thần của chúng ta bá đạo đến cỡ nào. Ngoài sức mạnh có vẻ vượt trội hơn một chút so với mọi người như đá với trứng, thì Osted cũng có tốc độ phản xạ và tốc độ chiến đấu siêu nhanh, ngang bằng với vận tốc của ánh sáng. Bằng chứng là ông có thể phản ứng lại với bí thuật của thủy thần Redaria và làm chệch hướng nó. Chưa hết, ông còn thuần thục trong việc sử dụng ma pháp. Và đặc biệt, ông còn dùng được rất nhiều loại ma pháp cổ như thôi miên của tộc Nuka hay trọng lực, thậm chí là nhiễu loạn tâm trí. Ngoài những yếu tố bá đạo tôi vừa nêu thì Osted còn sở hữu cho mình một thể lực và tốc độ hồi phục cực kỳ sung mãn và kinh khủng, cứ như trai 18 tuổi vậy. Minh chứng là khi ông có thể chiến đấu không biết mệt mỏi, ngay cả trong những tình huống bất lợi. Thậm chí, ông còn không quan tâm tới cánh tay bị đứt lìa của mình mà còn sử dụng nó như một dạng vũ khí. Ông còn có nhãn quan chiến thuật và tầm nhìn vượt trội. Ông có thể quan sát thấy được những vật rất xa với chi tiết cực kỳ nhỏ mà vẫn rõ ràng và sắc nét như máy ảnh Sony vậy. Ngoài những yếu tố đại ca lớp 1A kia ra thì ông cũng là một người am hiểu rất nhiều thứ hay, có thể nói là uyên bác, khi có thể biết được nhiều chuyện, nhiều sự kiện mà người khác thậm chí còn chưa bao giờ nghe qua. Không chỉ vậy, Osted còn có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Điển hình sau khi bị thương bởi các vị thần khác, ông đã hoàn toàn bình phục chỉ một thời gian ngắn sau đó. Vẫn chưa hết đâu anh em ạ, Osted còn nắm trong mình rất nhiều kỹ thuật tối thượng mà nó khiến cho nhiều người ngạc nhiên đến mức mắt chữ O miệng chữ A, mắt chữ A miệng chữ O. Do Osted không bị hạn chế bởi quy tắc của thế giới nên ông có thể làm bất cứ việc gì, thậm chí có thể tái sinh với nguyên vẹn ký ức. Nguyên do thì tôi sẽ phân tích trong một video sau nha anh em. Mà không chỉ tự tái sinh đâu, Osted thậm chí còn có thể hồi sinh người chết nữa kìa. Ví dụ như sau khi giết Rudy, ông đã hồi sinh lại cậu ta, đúng là quá bá đạo luôn đấy. Tổng bộc mãi rồi, bây giờ đến phần dìm hàng phải không anh em? Chúng ta luôn nghĩ, hùng mạnh như long thần thì làm gì có điểm yếu nữa, điều này hoàn toàn không đúng đâu nha. Đầu tiên, khả năng phục hồi mana của ông khá chậm do bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật của long thần đầu tiên sau khi gửi ông đến tương lai để giết Hitogami. Đây cũng được xem như một dạng lời nguyền cho đến khi ông giết được nhân thần và phá bỏ nó. Chính vì vậy cho nên ông không thể chiến đấu thoải mái dưới nhiều tình huống. Việc đó cũng giống như nhiều anh em mong muốn vận công tận 30 phút, nhưng chị em lại giới hạn cho được có 5 phút thôi. Nó rất là khó chịu và bí bách đúng không nào? Cho nên tôi khuyên anh em làm gì thì cũng nên dốc toàn lực nhé. Làm màn thế đủ rồi, chúng ta quay lại cái còn đang nói dở nào. Điểm yếu tiếp theo của Osted là thái độ chiến đấu của ông. Do tự tin và sức mạnh của mình nên ông khá xem thường đối thủ và tự do để họ tung hết sức mạnh và kỹ năng nhằm thỏa mãn trí tò mò, dạng như chú đứng cho các cháu đánh, bao giờ chán thì chú sẽ đánh các cháu. Chưa kể, khác với các vị thần được trang bị toàn hàng khủng khác, Osted thậm chí cũng không thèm dùng đến chúng. Ông xem chúng như những món đồ không cần thiết, chính vì vậy nên đôi khi ông cũng nhận một vài thua thiệt nhỏ. Tuy nhiên, những điểm yếu này chưa phải chí mạng nhất đối với ông. Điểm yếu quan trọng nhất đó là việc ông sợ gia đình Rudy phản bội mình, bởi vì ông sẽ mất rất nhiều thứ do gia đình Rudy cung cấp cho ông, như lực lượng liên minh, mối quan hệ với các nước, hệ thống thông tin do thương hội nhà Rudy lập nên, những hậu duệ siêu mạnh trong lửa tiên tri, vân vân. Ông sẽ gần như mất tất cả trừ sức mạnh, thậm chí ông không thể xài tiền, bởi vì bị dính lời nguyền ghét bỏ, có tiền mà không được dài thế mới đau. Vừa rồi là vài chi tiết về ngoại hình, tính cách và sức mạnh của ông. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào các mối quan hệ xung quanh vị long thần này. Như các anh em đã biết, vì bị dính lời nguyền nên ngoại trừ gia đình nhà Rudy thì ai cũng sợ Osted cả. Khác với binh đoàn hay số lượng thuộc hạ nhiều như nấm sau mưa của các vị thần khác, cấp dưới của Osted vỏn vẹn chỉ có 3 người, đó là Ariel trưởng phòng, Rudy quản lý và Bắc Thần Đệ Tam lính mới. Về sở thích của Osted, hiện tại có khá ít thông tin về sở thích của ông, ngoại trừ chiến đấu thì có lẽ khó mà biết được ông thích cái gì, đúng là người đàn ông thần bí và nguy hiểm. Cuối cùng là về những lời nguyền mà ông đang mắc phải, ông có 3 lời nguyền chưa được phá bỏ, đó là lời nguyền bị ghét bỏ bởi những ai thấy được khuôn mặt của ông, trừ một vài trường hợp đặc biệt như Rudy và con cháu của cậu. Lời nguyền tiếp theo là không thể thấy được Hitogami, lời nguyền này được chính Hitogami sử dụng lên Osted vì quá sợ hãi ông ta. Và cuối cùng là lời nguyền không thể dốc hết sức mạnh, cụ thể hơn thì tôi sẽ làm các video sau để anh em tham khảo nhé. Vừa rồi là vài thông tin về ngoại hình, tính cách, sức mạnh và khả năng của nhân vật long thần Osted, một vị thần rồng hùng mạnh và bá đạo. Có chi tiết nào tôi đề cập thiếu hay sai sót, anh em hãy comment cho tôi biết nhé. Còn nếu thấy hay thì hãy nhấn like, subscribe và ủng hộ những video tiếp theo của Hà Đế Tộc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.